chào anh em, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2019. Mình có về được một máy X1, là máy siêu rút con tay, anh em hay gọi là máy siêu rút con tay á, nhưng mà bên Thái nó đúng gọi là máy X1, Yamaha X1. Nó là y chang máy siêu rút ở Việt Nam mình, nhưng mà nó là Amiga tay, số 1 tới 3 lùi. Hôm nay mình có về được một cục nè. Giá là 3 triệu một cục nha anh em. Full đồ bao gồm bình xăng con, co xăng, DC, chớp, sạc và bộ pin sườn. Máy là đúng máy X1 Yamaha Thái Lan nha. Cho anh em thích hợp mua về là lấy đồ hoặc sạc qua máy siêu rút tự động mình để lên con tay, đúng số 1 tới 3 lùi. Giá là 3 triệu full đồ như hình ảnh anh em thấy. Máy thì mình bán là bao đúng đồ máy X1, không lai đồ. Ngoài ra là không bao gì thêm. Thích hợp cho anh em mua về lấy phụ tùng hoặc là lên nguyên cục cho siêu rút. Đây đúng máy con tay nha nè, máy Yamaha X1 con tay, nó là số 1 tới 3 lùi. 3 triệu cho cục máy X1 ngày 9 tháng 11 năm 2019 nha. Máy này bây giờ nó cũng rất là hiếm hàng, lâu lâu mới có được một vài cục, thì hôm nay mình mới về được một cục. Anh em nào mua thì có thể nhanh tay liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332, gặp Quốc Thắng nha. Máy Yamaha X1 con tay, số 1 tới 3 lùi, giá 3 triệu full đồ. Anh em có nhu cầu cái alo mình, chỉ có một cục thôi nha anh em. Máy này hiện tại nó rất là hiếm, ít hàng và không ai có. Đúng máy nó bên Thái về, tại vì máy này nếu mà ở Việt Nam mình kiếm cũng không có đâu. 3 triệu, anh em cứ alo mình.